Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhà thông minh Kobe chúng tôi. Thì ở video này thì mình sẽ làm một cái video để công bố cho quý vị và các bạn những cái bạn trúng thưởng trong cái mini game mà bên mình đã thực hiện cái việc quay video và tư vấn cho khách hàng dùng cái thẻ nhớ, và trong đó thì có mô làm một cái mini game nho nhỏ để giúp cho quý vị và các bạn có cái sự trải nghiệm, đó là cái thương hiệu HGO. Nhưng mà ở đây là cái HGO Plus, còn cái hôm đó mình đã công bố cho quý vị và các bạn những bạn nào trúng thưởng sẽ được tặng một cái chai HGO tẩy mỡ. Đó là cái cũng là cái thương hiệu HGO này. Nhưng mà hôm nay ở trên bàn mình hiện giờ đang hết cái sản phẩm đó rồi. Nhưng mà sắp tới thì sẽ bổ sung thêm và sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bạn nào trúng thưởng trong cái mini game đó. Thì hôm trước thì có 3 bạn đã trả lời cho mình cái câu hỏi đó rồi. Thì hy vọng rằng là 3 bạn đó sẽ vẫn tiếp tục xem cái video công bố giải thưởng ngày hôm nay để gửi cho mình cái thông tin, địa chỉ và số điện thoại người nhận hàng. Thì mình sẽ đóng hàng và gửi đi cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Quý vị nào mà đã trả lời trong ngày hôm đó thì vui lòng để comment lại cho mình thông tin, địa chỉ, hoặc là gửi qua Zalo hoặc là tin nhắn cho mình cũng được, thông qua số điện thoại 0355 003 03. Thì bên mình sẽ thường xuyên ra những cái mini game hoặc là những cái chương trình khuyến mại. Sắp tới thì mình sẽ làm một cái chương trình khuyến mại cho cuối tháng 5. Thì quý vị nào mà đang có nhu cầu quan tâm với các cái sản phẩm với cả các review của bên mình thì hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những cái cơ hội và chúng ta sẽ được mua được hàng với được giá rẻ, hoặc là chúng ta sẽ có cơ hội trúng thưởng những phần thưởng rất là giá trị cho thời gian tới. Mình hy vọng rằng thì sẽ được nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ những cái video này để giúp cho quý vị và các bạn hoặc là cộng đồng có được một cái góc nhìn về các sản phẩm về camera, thiết bị nhà thông minh, robot hút bụi. Thì ngay ở video này thì mình sẽ làm một cái chương trình khuyến mại cũng khá là vui để giúp cho quý vị và các bạn có thể mua sắm được cái sản phẩm HGO Plus chuyên gia tẩy cặn nha. Thì mới một cái chai tẩy cặn như này bình thường giá của nó là 145 ngàn. Nếu như quý vị và các bạn nào trong cái thời gian từ giờ cho đến hết tháng 5 mà có nhu cầu mua cái này rủ bạn bè, người thân chúng ta mua chung thì cho là mua 3 chai trở lên thì bên mình sẽ giảm giá là 20 ngàn một chai. Tức là quý vị và các bạn khi mà chúng ta mua 3 chai ấy, chúng ta sẽ tiết kiệm được 60 ngàn hơn so với việc chúng ta mua đơn lẻ từ một cái một. Đó là một cái chương trình từ giờ cho đến ngày 30 tháng 5 nhé. Quý vị mà các bạn đang có nhu cầu mà tẩy trắng khu vực nhà vệ sinh, tẩy cặn vách kính, bồn rửa inox hoặc là những cái nơi vị trí trong nhà vệ sinh trên vách kính, mình đã có một cái bài review và có một cái bài giới thiệu quảng cáo của cái sản phẩm này rồi. Nếu như quý vị nào mà chưa rõ thì quý vị và các bạn hãy theo dõi xem lại trên cái kênh YouTube của bên mình, hoặc là mình sẽ gửi được cái đường link mô tả ngay phần phía dưới của cái video này. Ở đó thì đã mô tả rất là chi tiết những cái công dụng, những tính năng và những sản phẩm, những cái nổi bật. Thì ở video này thì mình làm một cái chương trình khuyến mại để giúp cho quý vị và các bạn mua được với cái sản phẩm giá rất là tốt. Còn nếu như quý vị mà đang có nhu cầu quan tâm với cái sản phẩm này, muốn phân phối cái mặt hàng này thì quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với bên mình thông qua số điện thoại 0355 đây. Thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với mình thông qua số điện thoại 0355 003 03 để bên mình sẽ có gửi tới quý vị và các bạn những cái chính sách bán hàng, chính sách đại lý để giúp cho chúng ta làm sao bán hàng được hiệu quả nhất, gia tăng lợi nhuận một cách tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu còn bất kỳ câu hỏi gì xoay quanh những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà bên mình triển khai thi công lắp đặt về các chính sách đại lý của các sản phẩm này thì quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với bên mình hoặc để lại thông tin dưới video này thì mình sẽ trả lời cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.